Dĩ nhiên, anh Tú tay trong tay, đi trực thăng tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Khoảnh khắc tình bể bình cặp đôi anh Tú, Diệu Nhi khiến dân tình không khỏi lụi tim. Chỉ còn vài ngày nữa đám cưới Diệu Nhi, anh Tú chính thức diễn ra tại quê nhà của nữ diễn viên. Chính vì thế, mọi nhất cử, nhất động của cặp đôi trai tài, gái sắc này đều được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, trên mạng TikTok hé lộ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cực tình tới Diệu Nhi, anh Tú tay trong tay bước xuống từ trực thăng. Được biết, cả hai đi chuyển tới địa điểm tổ chức hôn lễ bằng trực thăng. Nhìn khoảnh khắc anh Tú ân cần chăm sóc Diệu Nhi làm các chị em chỉ biết ghen tể. Cả hai đã di chuyển tới địa điểm hôn lễ sớm, còn đích thân chuẩn bị tỉ mỉ các khâu trước ngày trọng đại diễn ra. Dự sẽ là một siêu đám cưới tràn ngập điều ngọt ngào, hạnh phúc. Được biết, cặp đôi đã hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ vào ngày 10 tháng 10 và ngày 9 tháng 10 sẽ có bữa tiệc tạm biệt độc thân dành cho những khách mời thân thiết. Kể từ khi rục rịch thông tin kết hôn đến nay, dù hôn lễ anh Tú, Diệu Nhi chưa diễn ra nhưng đã khiến khán giả vô cùng hào hứng với sự kiện trọng đại này của cặp đôi. Diệu Nhi và anh Tú công khai tình cảm vào cuối năm 2016. Hiện tại cặp sao đã có khoảng thời gian 7 năm đồng hành cùng nhau. Cả hai được biết đến là cặp đôi đẹp của giới giải trí Việt. Tuy nhiên, Diệu Nhi và anh Tú hạn chế nhắc đến đối phương vì lo ngại chuyện đời tư lấn át sự nghiệp. Mới đây, cặp đôi bất ngờ có màn đánh úp quyết định về chung một nhà khiến dân tình ngỡ ngàng, hạnh phúc.